Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm được đánh giá là lãnh đạo cứng rắn, thiên về tư bản và thích hưởng thụ? Sau một thời gian hết sức ngắn ngủi, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nắm giữ hai chức vụ hàng đầu là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích quốc tế, Tô Lâm là người thực dụng, chỉ chú trọng kinh tế thay vì lý luận chính trị của Đảng. Đáng chú ý, ông là người thực thi các chính sách do Nguyễn Phú Trọng đề ra, nhưng ông cũng lợi dụng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ cản bước ông trên con đường thao túng quyền lực. Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế dè dặt và đặt nghi vấn rằng phải chăng ông Tô Lâm là một tân lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam, thiên về tư bản và là người thích hưởng thụ. Đây cũng chính là tiêu đề của bài nhận định trên tờ báo The Economist tuần qua, ghi rằng nhà lãnh đạo mới cứng rắn của Việt Nam thiên về tư bản và thích hưởng thụ. Bài báo đã gây ra sự ngạc nhiên và dẫn tới các bình luận trái chiều. Việc ông Tô Lâm là người thích hưởng thụ, tác giả đưa ra dẫn chứng là sự kiện bò rát vàng và cho rằng ông Lâm bị tai tiếng vì vụ thưởng thức món bò rát vàng của lẩu đầu bếp nổi tiếng Coker ở London sau khi đến thăm mộ của lãnh tụ Cộng sản Kamas. Trên mạng xã hội của người Việt Nam trước đây đã có chia sẻ cho rằng một bữa thịt bò rát vàng của ông Tô Lâm trị giá 37.000 bảng Anh, tương đương với 50.000 đô hay 1 kg vàng vào thời điểm năm 2021 trong mùa đại dịch COVID-19, khi mà người dân cả nước đang oằn mình, rất nhiều người đã phải chết. Điều đáng chú ý, trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, ông Tô Lâm đã ghé qua thành phố Quảng Châu trước khi đi Bắc Kinh để tưởng niệm ông Hồ Chí Minh, bởi lý do tôn vinh các nhà lãnh đạo lão thành là điều kiện tiên quyết để thăng tiến trong chính trường ở Việt Nam. Tờ báo The Economist nói rằng ông Tô Lâm chọn thăm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, cũng cho thấy tinh thần trọng thương mại, nghĩa là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ngầm ưu tiên cho tư bản chủ nghĩa chứ không phải là xã hội chủ nghĩa, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi và cổ suý. Quan hệ giữa ông Tô Lâm với lĩnh vực kinh tế tư nhân khiến người ta nghĩ rằng ông chú ý và quan tâm đến giới kinh doanh. Ngoài ra, ông Tô Dũng là em trai của Tổng Bí thư Tô Lâm, là một doanh nhân lớn sở hữu doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhất là bất động sản, năng lượng và đất hiếm. Ông Tô Dũng khởi nghiệp bắt đầu từ việc làm đại lý của thương hiệu xe máy Vespa tại Việt Nam. Dù Chủ tịch nước chỉ là một chức vụ tượng trưng, nhưng đó là một bước đệm để ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời. Trong chính phủ Việt Nam hiện nay, số lượng các quan chức cấp cao xuất thân từ công an khá nhiều, bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong khi phe quân đội chỉ chiếm có 4 trên 15 ghế trong Bộ Chính trị, thua phe công an 1 ghế. Theo giới phân tích, đó là lý do có những đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm nhạy cảm với các đối thủ từ phe quân đội hơn là những mối đe dọa khác bên ngoài. Theo giới phân tích quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm công du Trung Quốc trước và nay thì sắp đi Mỹ cho thấy ông không chỉ tiếp tục chính sách ngoại giao cây chè mà còn phải xử lý các vấn đề liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế diễn biến rất phức tạp. Tháng 10 tới đây, Quốc hội khóa 15 sẽ bầu tân Chủ tịch nước và ông Tô Lâm sẽ phải thôi chức danh Chủ tịch nước. Điều này nghĩa là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản Việt Nam được tái duy trì. Đây là sự khác biệt so với mô hình nhất thể hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó cho thấy xu hướng suy yếu quyền lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra. Tổng Bí thư Tô Lâm quyết không lùi bước, phe quân đội đã sử dụng hết bài hay chưa? Vào ngày 8 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến thủ đô Washington DC trong chuyến thăm chính thức lần đầu tiên với nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vào ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Phan Văn Giang có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Trong những ngày gần đây xuất hiện tin đồn đoán về các phản ứng cũng như các cảnh báo từ phe quân đội liên quan đến chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Truyền thông quốc tế đưa tin sau chuyến thăm Trung Quốc trên danh nghĩa là Tổng Bí thư, ông Tô Lâm có thể sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ trong tháng 9 này. Theo giới quan sát quốc tế, khả năng cao Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đến New York để tham dự cuộc họp thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc bắt đầu vào ngày 22 tháng 9. Đồng thời, Tô Lâm có thể cũng thăm chính thức Mỹ nhân dịp này. Theo một số đồn đoán, dường như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam vẫn kiên định không khoan nhượng bất chấp sự phản đối mạnh mẽ có tính hệ thống trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là từ ban Đảng của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng như Ban Tuyên giáo Trung ương của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Cũng theo đồn đoán, hàng loạt các vấn đề ăn miếng trả miếng liên quan đến mối quan hệ Việt Nam và Mỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm theo chủ trương đối ngoại thân Mỹ và xa rời Bắc Kinh ngay lập tức gặp phải sự đáp trả quyết liệt của thế lực bảo thủ thần Trung Quốc trong đảng. Không chỉ riêng sự kiện chụp mũ cho Đại học Fulbright là làm cách mạng màu với mục đích phá hoại biểu tượng mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, phe thân Trung Quốc còn cho lật hồ sơ vụ tướng Tuấn Sô giữ chức trợ lý Tổng Bí thư phụ trách văn phòng Tổng Bí thư nhằm gây áp lực với ông Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng một phản ứng của phe quân đội không thể không nhắc đến đó là ông Tô Lâm là Tổng Bí thư thì nghiêm nhiên sẽ là Bí thư Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng phải tới ngày 26 tháng 8, tức sau hơn 3 tuần lễ, mới chịu cập nhật hình ảnh ông Tô Lâm trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy Tổng Bí thư hầu như không nhận được sự ủng hộ cần thiết từ tập thể tướng lĩnh lãnh đạo quân đội. Các cáo buộc từ phe chống Tô Lâm cho rằng ông đang cố tình đi chệch hướng chính sách ngoại giao cây chè. Giới phân tích quốc tế thì khẳng định Tổng Bí thư Tô Lâm khó có thể đưa con tàu đối ngoại Việt Nam đi chật khỏi đường ray, bởi lý do việc kế thừa di sản của ông Trọng là điều cần thiết tạo thế vững chắc cho ông về quyền lực chính trị trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Một số ý kiến thì cho rằng theo đòi hỏi của phe quân đội, quan hệ quốc tế với Bắc Kinh và Hoa Kỳ phải cân bằng, không được nghiêng về bất kỳ bên nào. Như vậy sẽ đảm bảo cho sự an toàn về an ninh quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Điều đó cũng đảm bảo tránh được tình trạng chống đánh xuôi, ken thổi ngược, trong khi tháng 10 tới đây, một lãnh đạo quân đội sẽ nắm cương vị chủ tịch nước. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm ỷ thế đang kiểm soát chặt chẽ quyền lực từ Đảng đến Chính phủ và Quốc hội với một bộ máy nhân sự công an chiếm tỷ lệ áp đảo so với phe quân đội? Hơn nữa, ông Tô Lâm đã thiết lập một bộ máy an ninh, cảnh sát và lực lượng bán vũ trang khổng lồ để quản lý nhà nước và xã hội. Với ưu thế quyền lực như vừa kể trên, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ bất chấp tất cả, kể cả đòi hỏi cũng như thách thức với cán bộ các bộ phận còn lại trong Đảng đang chiếm số đông áp đảo. Và chúng ta hãy cùng chờ xem cuộc đấu sẽ tiếp diễn ra sao và câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ thắng. Vấn đề kê khai tài sản của cán bộ và trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Vào ngày 6 tháng 9 tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2024, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Cường khẳng định nhiều trường hợp cán bộ lãnh đạo sau khi cơ quan điều tra khám xét mới phát hiện khối tài sản lớn không kê khai, không rõ nguồn gốc. Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024 đã có 2.518 người được xác minh việc kê khai, chỉ có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng kết quả phát hiện xử lý các trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc kê khai tài sản đối với các đối tượng thuộc diện cầm phải giám sát theo quy định lâu nay hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy của nhà nước và chưa được coi trọng. Kể cả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời cũng tránh né khi cho rằng vấn đề kê khai tài sản có liên quan đến các thông tin cá nhân riêng tư là vấn đề nhạy cảm. Chỉ cần nhìn vào các trường hợp nổi cộm gần đây về sự giàu có bất thường của cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Giang Hương. Bà Hương bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực, sau khi bị lộ vừa bị lừa 171 tỷ đồng. Hay mới nhất là trường hợp cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cũng bị kỷ luật và khởi tố bắt giam với lý do giàu bất chính. Công khai, minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong 3 nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã không quan tâm đúng mức cần thiết. Đó là lý do hầu hết các lãnh đạo ở tất cả các cấp, từ trung ương tới địa phương, giàu có một cách bất thường, nhưng không cần thiết phải che giấu. Trường hợp cựu Ủy viên Trung ương Đảng Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Ngân hàng Vietinbank bị truy tố mới đây là một minh chứng. Trước khi bị khởi tố bắt giam, ông Lê Đức Thọ đã bị xử lý kỷ luật với lý do không giải trình số tiền hơn 3.000 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Đó là chưa kể đến số cổ phần trái phiếu với trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng nữa. Mở rộng điều tra với nghi can Lê Đức Thọ, theo kết luận điều tra của vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an, ông Thọ bị truy tố tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để mà trục lợi. Theo đó, tổng số tiền hối lộ mà ông Thọ nhận từ bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, lãnh đạo công ty Xuyên Việt Oil, lên đến gần hơn 1 triệu đô la. Công luận đặt câu hỏi Vậy còn có bao nhiêu người kê khai tài sản không trung thực khác đây? Và mong muốn Tổng Bí thư Tô Lâm cần có giải pháp để mà xử lý triệt để vấn nạn này. Công luận thấy rằng chủ trương khi quan tham bị lộ, nếu là lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên thì cho phép chủ động xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng sẽ bị xử lý hành chính hay kỷ luật cho nội bộ đảng. Thực chất là chính sách khuyến khích tham nhũng. Theo giới thạo tin, Bí thư Lê Đức Thọ là đàn em đồng hương Phú Thọ của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, kẻ sau Đại hội Đảng lần 12 đã bỏ cựu Thủ tướng Ba Dũng để về dưới trướng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị Trung 8 khóa 13, trong tiến trình kế hoạch đảo chính không tiếng súng, Bí thư Thọ đã bị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm loại trừ. Đó là lý do vì sao trước khi Tổng Bí thư Trọng qua đời vẫn còn nhiều thắc mắc về trách nhiệm của ông trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 13. Vì sao lại chọn sai Lê Đức Thọ và có liên quan gì đến khối tài sản vài ngàn tỷ đồng tham nhũng mà ông đã có hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vấn đề kê khai tài sản cán bộ, trách nhiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de